xin giới thiệu các bạn, đây là núi Mặt Quỷ thuộc thôn ở xã Phả Vi, Mèo Vạc. Núi này thì là nhìn xuống sông Nho Quế, xung quanh là những bản làng người Mông chênh vênh trên đỉnh núi Tai Mèo cao chọc trời. Các bạn nhìn thấy đấy, nhà phía dưới là những rặng ngô. Nơi đây là sinh sống chủ yếu ở đồng bào dân tộc Mông, gọi là người Mèo, thường ở chênh vênh trên đỉnh núi. Người Mèo rất thích ở trên cao và sẵn sàng đi bộ từ trên núi cao xuống, đi chợ đi đâu cũng đi bộ. Ngày xưa thì xe máy không có nhiều, phương tiện đi bộ họ gùi những cái quẩy tấu trên lưng. Đấy, núi Mặt Quỷ, truyền thuyết về núi này nó cũng có nhiều cái. Đấy, các bạn nhìn thấy nó là chính là sự sụt lún của tự nhiên. Núi này là cũng là thuộc một trong những ngọn núi cao nhất ở Mèo Vạc. Nhìn giống đúng Mặt Quỷ luôn. Đấy, do cái bên dưới là nó sụt lún xuống, rồi nó tạt ra một cái vách đá, hai cái hõm như hai cái mắt. Phía dưới đây là công trình làm đường, mở rộng đường xuống sông Nho Quế. Sau những trận mưa lớn, các bạn nhìn đấy, thác nước chảy trắng xóa, ri rào. Nước ở trên khe núi chảy xuống rất nhiều. Khung cảnh núi rừng của Mèo Vạc hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp.